cho nên nó quá nhiều, thành ra mấy thằng này nè nó sốt ruột, nó phải tìm nó đi lấy. Chứ bây giờ hỏi chứ bả chết rồi đó là coi như tới chừng mà con mà lấy xác lên được bả khai luôn. Bây giờ hai thằng này nó vô nó lấy vàng của má hết rồi nha. Rồi bây giờ mà làm bả đập đâu, bây giờ nó đâu còn còn vàng gì đâu. Bả kêu hai đó lại, hai đó đâu dám lại, bây giờ vàng lấy hết rồi. Là kể cho cái bà già này mà bả cũng lớn tuổi rồi nhưng bả chưa tới số, mà bả chưa tới số nhưng mà bắt Diêm Vương bắt hồn bả là bắt hồn lộn nha, bắt hồn lộn bả mới chết đi, sớm rìu cũng sớm đợi chôn. Mà chôn bả rồi đó mới có hai ba ngày, ba ngày đi, ba ngày rồi đó là mấy thằng ăn trộm nó để ý, nó thấy là coi như trong gia đình con cháu là để vàng trong miệng, để vàng trong miệng bả đó. Bây giờ thường thường là có xác chết là để vàng trong miệng không à, chứ đâu có đeo trong tay. Rồi mấy thằng này đó nó lợi đi đám ma đó nha, mấy thằng ăn trộm nó đi đám ma nha, chứ không phải là nó khơi khơi mà nó biết đâu, thì nó lợi đó, nó mới thấy để vàng vô. Thì trong khi để vàng vô rồi đó mới đem khiêng đi chôn, thì có mấy đó nữa, mấy đó cũng dám đi chôn tiếp nữa chứ mày không có đi, vì chỗ đó là nó để ý rồi, thì coi như chôn bả rồi. Không có tới ba ngày, nó không có tới ba ngày đâu, nếu ba ngày thì mở cửa mã rồi, nhưng mà cái này chưa tới ba ngày, mới bữa trước bữa sau thì nó đào lên nó lấy rồi đó. Thì khi nó lấy đó nó cạy cánh vàng lên, bà mới bật ngồi dậy nha, bật ngồi dậy. Thì trong mấy cái thằng mà vô lấy vàng bà là bỏ chạy, nhưng mà hồn bà đi thôi chứ cái xác bà đâu có đi được. Bà mới về nhập trong gia đình, bà mới kêu rồi như vậy là coi như nói với con cháu, nói bây giờ tao bởi vì xuống dưới Diêm Vương là bắt lộn, bây giờ trả tao trở về. Thì con cháu nó đã nghe vậy rồi đó, nó nghe rồi bắt đầu thì lại đào lên khiêng bà về, rồi tự bà tỉnh lại, bà sống lại. Nhưng mà nhập vô cái xác của bà nhưng đâu có sình đâu, mới có một hai ngày đâu có sình, nhập vô bà sống lại. Thời gian bà sống lại đó cũng lâu dài chứ không phải là mới, không phải là mà mau đâu. Thí dụ bà sống lại rồi đó thì con cháu lo tắm rửa cho bà, ăn uống bình thường thì bà mới trả lại lại. Bà nói xuống dưới Diêm Vương á là nói bây giờ là tôi bắt hồn bà lộn, thôi bây giờ tôi trả bà cho về, cho bà về bà sống lại bà với con mà cháu bà đi. Bà ngồi bà nói chuyện như bình thường, nhưng mà ở sớm người ta đánh giá là bà đó không phải là người thiệt, kể nói với bà là ma quỷ thôi chứ không có nói người thiệt đâu nha. Hỏi chứ bà chết rồi chôn rồi mà tại sao bà sống lại, thì nói bà là ma quỷ thôi. Nhưng bà đó đừng có sợ, bà bình thường chứ không có vụ ma quỷ gì đâu, anh em cô bác thì con cháu đừng có sợ. Mới kể ra từ cái mẫu chuyện, bây giờ mới xuống bà gặp Diêm Vương chứ làm sao, phải không, điều tra nha, chứ còn hơn là trên con ăn này nữa, phải điều tra bà trên đó bà có làm tội gì nha, bà khai ra hết. Thì bà chỉ có cái bà hiền lành thôi chứ bà không có làm gì ác ôn ra nhé. Nhưng mà tại nó trùng cái tên mà trùng cái họ của bà là bắt mấy người kia chứ không phải bắt bà, nhưng mà nó trùng bộ mới là lộn hồn của bà đi. Rồi bị trả bà về là bà mới kể lại, thôi bây giờ cái vậy là thôi bây giờ bà về trên đó bà ở sống lại, nhưng mà thời gian chừng nào bà tới số á, tới cái mạng của bà đó tôi mới bắt bà đó. Bây giờ tôi trả bà trả lại. Thì như vậy là bà trong khi mà lúc đó là mấy thằng trộm đã lấy vàng bà hết rồi, nó lấy hết rồi chứ không còn đâu. Bây giờ nó dở nắp ra thì nó cậy nó lấy rồi. Bà mới bật ngồi vậy đó, bà bật ngồi vậy thì nó mới sợ, nó mới chạy. Mà mấy cái thằng ăn trộm này nó cũng gan hết chứ ba.
Thì nó kể như nó ngày nghiệp đi. Cái người mới chết mà nó dám mà cạy nắp hòm để mình lấy vàng. Vậy là cái gia cảnh của bà này rất là giàu có phải không chú ba? Bà giàu chứ lắm. Nhưng có thể trong mình bà cho bà đem theo cho bà cũng cỡ từ cả cây vàng. Cho nên nó mới để nó mới lấy. Chứ nếu mà 5 phân, 1 phân, 2 phân gì nó đâu có lấy làm gì. Yeah. Nó phải từ là 1, 2 chỉ vàng. Bà quá giàu. Cho nên nó mới vô đó lấy vàng đó đi. Thì cũng như bây giờ nói như con nhỏ mà nó đi đầu đầu nguyệt mà nó lấy đó. Đó. Thì hai thằng ăn trộm này nó cũng y răng với bà đó. Nó cũng giống như bà đó vậy thôi. Nhưng mà nó khác dùng. Nó dùng khác. Chắc nó có xem lúc mà bà liệm bả hay không? Lúc liệm có nó. Chắc là đúng rồi. Nó cũng liệm nữa. Đó. Nó cũng lại nó liệm tiếp. Nha. Vì đẩy nắp hàng lại thì coi như trong gia đình là bỏ vàng vô thì nó đã biết hết rồi. Bởi vì hồi đó đó nó không có đầu tì, nó đâu có đầu tì đâu, ở sớm xúm lại liệm thôi. Thì cho nên gì đó nó để ý rồi. Một thứ nhất là bỏ vô miệng bả một cái khâu vàng, nha, một cái khâu vàng luôn nha, đeo bả một cái kiềng trong tay này, bên này sợ lắc thì chứ nghiêng ngẫm nó bao nhiêu cây rồi. Cho nên nó quá nhiều thành ra mấy thằng này nè nó sốt ruột, nó phải tìm nó đi lấy chứ. Bây giờ hỏi chứ bả chết rồi mà bả có ăn xài được đâu. Rồi đem vàng thì bây giờ đó là coi như tới chừng mà con mà lấy xác lên được đó, bả khai luôn. Bây giờ hai thằng này nó vô nó lấy vàng của má hết rồi, nghe không? Rồi bây giờ mà làm bây giờ má đâu còn vàng còn vòng gì đâu. Thì bây giờ bả đập đồng lên, nghe không? Bà kêu hai đó lại, hai đó đâu dám lại. Bây giờ vàng lấy hết rồi, nếu mà lại đó sợ bị đòi vàng lấy sao? Rồi bà biết luôn. Bà biết. Dạ. Bà bật ngồi vậy mà. Thì trước khi bà bật ngồi vậy đó, thì bà dòm ngó hai thằng này. Thì bà biết hai ngày luôn mà hai thằng này nó không có gì xa lạ. Nó ở sớm thôi. Nó cũng ở sớm mà. Bây giờ nó liệm bà. Rồi đem đi chôn cũng nó nữa. Thành ra gì cái chỗ đó đó. Là bà mới biết. Thì bà mới khai với con bà. À, bây giờ thằng đó là mít nổi như xài vậy đó. Nó ở khúc đó đó. Giờ mình đi kêu nó lại đây. Rồi kêu hai người kia ra luôn dám lại, nó trốn luôn rồi. Trốn luôn rồi. Làm sao dám lại. Rồi dám lại cũng bị đòi vàng đây sao. Công an cộng đầu luôn. Ừ, rồi công an bắt luôn. À. Nhưng mà đúng ra là nó không có tội. Theo nếu mà công an nhà nước bây giờ xử nó không có tội. Bởi vì bà chết nó lấy đồ của bà chết. Chứ không phải nó lấy người sống mà không phải nó giết bà. Đâu phải nó giết bà mà nó lấy vàng. Cái này đó bả chết rồi thì thấy trong gia đình giàu có để vàng vô trong mình bả, nó lại lấy vàng của bả thôi chứ nó đâu có giết người. Nhưng mà nó vô tình nó cũng cứu bả sống lại một lần nữa. Không phải nó cứu, cái này không phải nó cứu đâu. Cái này vô tình bị bả chết rồi chôn rồi mà nó cậy hàng bả lên là lấy vàng thôi. Rồi lấy vàng rồi đó, ví dụ như đẩy cái nắp đó lại bỏ đó rồi đi về. Nó đâu có cứu bà đâu. Đâu phải biết bà sống lại mà cứu. Vậy là khúc đó là chưa ha. Ừ đó. Như vậy là coi như là cái chừng mà cại hàng lên rồi đó thì nó lột lấy vàng của bà hết trơn rồi. Bà mới bọc người vậy. Rồi bà bắt người vậy rồi đó, cũng như người sống đó. Bà mới nói mấy bay lấy vàng có hết rồi. Bây giờ là thôi bây giờ để xác tao lại đây đi. Chút tao đi về. Thì bà hiện về. Tự nó bà hiện về nha. Bà hiện về trong gia đình đã kêu. Kêu con cháu lại. Mà con cháu bất ngờ rồi. Bà chết rồi chôn rồi mà tại sao mà bây giờ bà gì á. Bà nói đừng sợ. Tao sống lại rồi. Bởi vì Diêm Vương bắt lộn. Bây giờ trả bây giờ xác tao về. Mà tao nhờ hai thằng trộm. Nó vô nó mở nắp lên lấy hàng. Lấy đồ của tao đó. Lấy gòi trân rồi. Tao mới ngồi gì được. Tao mới ra tao đi về. Chứ nếu mà không có hai thằng trộm đó làm sao tao cải nắp được. Thì nói với con cháu bây giờ tìm hai thằng này nó trốn mất mẹ đâu dám ra mặt. Tại vì chỗ đó là bà mới nói bây giờ mày phải tìm hai đứa đó đặng lại đây đền ơn nữa. Nhờ nó người ta mới được sống đâu gì. Mà cái xác của bà về bình thường nha. Chứ không phải là hồn ma bà bóng vía vậy đâu nha. Nói chuyện bình thường. Rồi bà mới nói với con cháu bà. Bây giờ tìm cho được nó đi rồi tao đền ơn nó. Bây giờ số vàng của tao nó lấy. Thì cho nó luôn đi.
không chi cứu luôn. Chứ không có lấy lợi, phải không? Nhưng mà đền ơn thêm, bởi vì nhờ nó bà mới sống lại. Trong cái rủi nó có thêm một cái mai hết chứ ba. Là thì rủi một cái mai. Mà cái mai đó là cái mai bả xong, nếu mà không có hai thằng trộm này thì bả làm sao bả ngồi vậy? Bả ngồi được không? Cái lớp hàng hồi đó là đóng đinh chứ không phải là bây giờ mà dán keo đâu. Làm sao bả tóc lên được? Thì vì chỗ đó đó, đi trên hai đó nó trốn mẹ rồi, nó đâu có ra mặt được, nó đâu có dám. Nhưng mà thời gian sau là coi như hai đó lại thăm bả. Nghe cũng nghe là nó nghe tin tức. Nghe tin tức vậy. Cũng như là coi như sớm người ta nói là bây giờ là đi tìm đi kiếm hai thằng này. Nhưng mà biết hai thằng đó mà đều có thấy mặt nó đâu, phải không? Bây giờ tìm kiếm lại đó, rồi bả đền ơn. Có đó tự bả kêu con bả đền ơn nha. Một đâu cũng vài tháng sau. Mới đầu thì nghe thì quá sợ hả? Sợ trốn rồi. Trốn hả? Rồi tới chừng mà là thời gian sau im rồi. Là thấy bả bình thường. Bình thường như là mình còn sống vậy đó. Hai anh lại nhà luôn. Thăm bả. Bả có đền ơn gì thêm không chú ba? Có. Cho con cháu đền ơn. Bây giờ cũng nhờ, bởi vì con cháu tao nói á, bây giờ nhờ hai anh mở đất hàng ra là mẹ tôi mới sống, mẹ tôi mới về được. Còn nếu mà không có hai anh á, là không mở đất hàng được á, thì coi như mẹ tôi làm sao lên được. Cái này nó không có dịp hình, mà cái này đó, mình nói thẳng ra nghe đó, cái này do nơi trời Phật sắp đặt rồi. Ông sắp đặt mà ông cũng như ông khiến cho hai này lại đó, cãi bả lên. Nhưng bả còn sống rồi, bả sống ở trong hàng á. Rồi trên ra bây giờ là coi như trời Phật là ông mới khiến cho hai nó mày lại đó, mày cãi nó hàng. Cho bả ngồi vậy, bả sống lại. Chắc bả cũng có tích cái đức gì đó. Bả chưa có lấy mạng quá. Bả là coi như bả cũng ăn tương, cũng tu hành niệm Phật. Cho nên cái này là Phật cứu bả. Chứ không phải là nếu bả mà ở đời mà mất đức á, thì đâu có cứu ai được, đâu có cứu bả được đâu. Bởi vì cái chỗ đó là Phật cứu. Thì cứu là ông Phật, ông đâu phải ông lợi đó mà ông khiên đâu. Nó là ông cãi hàng đó. Nhưng mà không thể khiến, mới khiến một hai người trong đó sai mày đi. Nhưng mà mấy thằng đó chưa biết, nó đâu biết rồi. Nhưng mà dục cho nó đi vậy thôi. Còn nghe là, mà khi bả mới nói, bây giờ nói với con cháu, bây giờ con cứ đành ơn hai chú này. Vì hai chú này mẹ bây giờ đang gặp con cháu, và bây giờ mẹ đã sống lại rồi. Thì như là đền ơn cho nó, trong khi đền ơn đó là bao nhiêu tiền thì mình cũng chưa biết. Nhưng bây giờ nó có số vàng đó rồi. Số vàng đó bây giờ thì con cũng nói, con cháu bả, thôi bây giờ số vàng của mẹ tôi đem theo đó, thì mấy anh lấy mình cứ sử dụng, mấy anh cứ xài. Lần này tôi không có lấy lợi đâu, bởi vì tôi đã đem đi rồi, tôi không bao giờ lấy lợi. Mà tôi tặng thêm cho hai anh. Thì bây giờ nếu sau này mà mấy anh có khổ sở gì, mấy anh cứ lại đây, lại chị em tôi giúp đỡ cho anh. Cũng như là tài trợ vậy cho nó vậy đó. Vậy là cái kết quá mỹ mãn cho hai cậu thanh niên ăn chạm mộ này rồi. Thì cái này mà không phải kết, mà kết tội. Cái này là không phải kết tội đâu. Bởi vì hai ông này đó, ông thấy ông lợi đó, ông lấy vàng thôi chứ không có kết tội. Ông là cái tội mà tội ông cướp. Đâu có ông cướp ông cầm gì. Thì bây giờ thấy nó vàng thì bây giờ lại đó là đào lên là gặp bả rồi. Nhưng mà gặp bả là bả tỉnh rồi đó nha, chứ không phải bả chết nha. Rồi xúm nhau lột lấy vàng, tính lấy vàng chạy mà. Thì lấy vàng rồi chạy chứ đâu có ở đó đâu. Bả bắt ngồi vậy rồi. Thì anh nào cũng sợ chứ, không có anh nào mà dám ở đó. Thì quảng hồn quảng vía rồi. Bả tự nhiên bả bắt ngồi vậy rồi bả đi về. Đi về thì tính ra con cháu nó nói như thế này: bà chết rồi, mẹ chết rồi, thì con đã chôn rồi, mà sao bây giờ mẹ gì à? Mẹ linh thính gì mẹ về mà nói? Nó không có, mẹ chưa chết. Bởi vì nhờ hai thằng trộm mới cãi hai thằng trộm đó. Nhờ hai thằng trộm nó cãi cái hàng ra, thành ra mẹ mới là đi về được. Chứ nếu mà không có hai thằng trộm đó mà mẹ làm sao đi ra được.
Rồi vậy, như vậy là về sau á là cái bà mẹ này tặng cho hai cậu thanh niên một số tiền nữa, rồi sống cung cấp một số tiền còn thêm... lo cái đời sống luôn. Bởi vì bả quá giàu, tiền bạc đâu quá dư. Chứ nếu mà bả thiếu hụt làm sao con mà cho vàng bả bảo đeo trong tay này. Nhưng mà cái số vàng của bả đeo đi đó là cỡ 1-2 cây vàng chứ không phải ít đâu. Thì bây giờ đó là coi như bà này ném về là bả là đại gia rồi. Thành ra vì cái chỗ đó rồi bác còn thưởng thêm. Thưởng thêm nữa. Cũng nhờ nhà hai chú là tôi mới được gặp con cháu tôi. Bây giờ tôi sống sợ sợ như vậy, mấy chú đừng sợ. Không phải tôi ma quỷ gì đâu. Rồi thì cái câu chuyện như vậy là bà con cũng đã hiểu. Và xin cảm ơn chú Ba và tất cả anh chị em đang xem clip. Cũng như hẹn cả nhà mình vào những cái video sau. Thì câu chuyện ăn chậm mậu đã kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà.